Vì sao các Fuzier đều nên sở hữu con ống kính này? XF27mm f2.8WR. Thứ nhất, một con ống kính pancake siêu nhỏ gọn, lắp cùng với thân máy Fuji trở thành bộ máy đút được cả vào túi quần, mang được đi khắp mọi nơi. Thứ hai, ống nhỏ vậy thôi nhưng mà ảnh lại vừa đẹp vừa nét. Kết hợp với giả lập phim có trên máy thì cứ phải gọi là phê. Thứ ba, tiêu cự 27mm trên máy Fuji chụp được mọi thể loại, chụp được cả chân dung, cả phong cảnh, cả đường phố, cả tĩnh vật. Tóm lại anh em thích chụp cái gì dùng con ống này cũng cân được hết. Mà giá rồi thì phải chăng cơ? 6 củ khoai tây trong con ống kính Line New.